Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ tư, khóa 12 đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác Năm Thanh niên tình nguyện. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đã có nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng huyện Thống Nhất ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Năm nay, huyện đoàn huyện Thống Nhất đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ những phần quà thiết thực ý nghĩa, góp phần vào công tác an sinh xã hội. Trong đó trọng tâm là hướng đến những hoàn cảnh khó khăn của các cô chú hội cựu thanh niên xung phong. Những phần quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và sự biết ơn những hy sinh thầm lặng của thế hệ cha anh đi trước, trong đó có lực lượng thanh niên xung phong. Bác rất cảm ơn sự quan tâm của thế hệ trẻ cùng như toàn thể cán bộ, các cơ quan đoàn thể của huyện, thay mặt cho các cựu thanh niên xung phong cũng hứa là sẽ phát huy những tinh thần của người cựu thanh niên xung phong trong chiến tranh và mong các thế hệ trẻ sẽ có nhiều cố gắng để làm tốt công tác trong giai đoạn xây dựng quê hương đất nước. Cựu thanh niên xung phong thì khi về cũng không mong muốn gì hơn thì được là coi như là những người sẽ góp sức với lại là đoàn thanh niên để giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần xung phong trong các mặt hoạt động để xây dựng và bảo vệ đất nước. Thì cũng mong rằng cựu thanh niên xung phong sẽ là những người giúp góp phần cùng với lại đoàn thanh niên để là coi như là giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần xung phong trong mọi lĩnh vực. Song song với công tác chăm lo, các hội viên Hội cựu thanh niên xung phong, các cấp bộ đoàn đã vận động trao tặng 10 xe đạp với nhiều phần quà có giá trị hơn 50 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện đến trường nhân dịp năm học mới 2024-2025. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, v.v. Cùng với lực lượng công an, quân sự, các bạn thanh niên tình nguyện đã cùng nhau cắt cỏ vệ sinh môi trường, trồng hơn 300 cây xanh với chiều dài hơn 3 km, đồng thời tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người già khuyết tật với số tiền trên 50 triệu đồng. Hôm nay chúng tôi cũng tổ chức trao 60 phần quà cho 60 bác thanh niên xung phong và trao cho 10 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Qua cái hoạt động này chúng tôi cũng mong muốn là bày tỏ lòng biết ơn và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cựu thanh niên xung phong đi trước đã hy sinh tuổi trẻ thanh xuân của mình để gìn giữ và bảo vệ độc lập cho đất nước. Xác định năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn đã có những việc làm thiết thực và hành động cụ thể để cống hiến sức trẻ trong phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, Đoàn Thanh niên Cơ sở Hồ Chí Minh, huyện Thống Nhất nguyện mang sức trẻ để cống hiến tài năng, trí tuệ, xây dựng quê hương Thống Nhất ngày càng giàu đẹp, văn minh.